Một chiếc xe phân khúc hạng C nè anh chị, giá chưa tới 400 triệu nữa, rộng rãi, thiết kế đẹp, trẻ trung, nhiều công nghệ an toàn luôn. Đây là Kia Cerato đời 2017. Xe này trang bị động cơ là máy xăng 1.6 hộp số tự động nha, có cửa sổ trời luôn. Đó. Cái này là màu nâu. Màu nâu thì giúp cho xe nhìn nó đẹp, sạch sẽ hơn. Cái màu này cực kỳ cá tính. Nội thất bên trong thì còn mới lắm, chủ đi giữ gìn rất là kỹ. Ghế lái chỉnh điện nè, ghế lái chỉnh điện là nhớ hai vị trí luôn. Ghế thì ghế da màu kem, nhìn nó sáng, đẹp. Số tự động thì đi nó cực kỳ đã nha. Có 3 chế độ lái nữa, Eco, Sport, Normal. Vô lăng thì cũng được bọc da, trang bị ga tự động nè anh chị. Công nghệ nhiều lắm, lẫy số thể thao, các nút bấm. Xe thì phân khúc hạng C, thương hiệu đến từ Hàn Quốc thì nhiều công nghệ. Và hiện tại xe này đi được 111.000 cây, nhưng mà khá là mới, chủ giữ gìn kỹ. Hệ thống được quà là hai vùng độc lập, cửa sổ trời. Hàng ghế sau rộng rãi. Anh chị nào mà đi gia đình 5 người nhỏ gọn thì đi cái dòng này phải nói là rộng rãi cực kỳ luôn, sang trọng nữa. Đó, cửa gió hàng ghế sau mát mẻ. Có bệ tì tai nè, để được hai chai nước, hai cái ly. Cửa sổ trời rộng rãi thoáng đãng, phân khúc hạng C mà, trang bị túi khí an toàn quanh xe. 2017 nha, phân khúc hạng C. Giá chưa tới 400, cực kỳ hợp lý cho anh chị. Chi phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng của Cerato ở thị trường Việt Nam mình hợp lý, tiết kiệm. Cũng như là phụ tùng thay thế khá là nhiều luôn. Đó. Bánh xe cua, đồ nghề theo xe đầy đủ. Cốp sau rộng rãi, gia đình mà đi chơi để được 2-3 cái vali lớn, thoải mái, chở đồ thoải mái luôn. Đó. Phía sau thì còn khá là mới nha, nước sơn 47 đẹp liền lạc. 2017 mà chủ xe giữ gìn kỹ lắm, 4 vỏ mới vừa thay luôn. Rồi xe này thì Auto Xuyên Việt bên em đang chào bán là chỉ có 388 triệu thôi anh chị. Có ngày phần chiếc xe phân khúc hạng C 388 triệu. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho tôi nha. Đó, giá cả còn thương lượng luôn, đến xem xe lái thử. Rồi cái khoang máy bên trong này, quay chi tiết cho anh chị xem. Xe bên em đầu vào kiểm tra khá là chuẩn chỉ luôn. Đó, máy đây hoạt động từ đầu đến giờ, nổ cực kỳ im. Đó, xe bên em vẫn đảm bảo cam kết chất lượng. Động cơ hộp số là nguyên zin nguyên bản. Đó, không tai nạn nha, không bồi lỗi, không thi kích luôn. Giấy tờ pháp lý hợp lệ sang tên cho anh chị. Rồi, 388 triệu thôi. Rồi anh chị nào quan tâm liên hệ cho tôi nha. Rồi cảm ơn chị đã xem video. Xin chào, bye bye.